Nó lấy làm cho ai rồi? Còn một người chờ à? Ủa về à? Chờ mới biết tuổi hơn cô này. Thế ra là lâu nay nó dối mình. Nó hỏi con chị nhỏ 99. Ừ. Mà hồi trước là chị mà lo làm nhớ từ cái thời ở trong kỳ vị cốt rồi. Không, lúc nó cũng già lắm. Già đanh đầu đi làm. Đi làm cho họ rồi cái Lê, làm khách sạn đồ rồi. Mà nó còn già hơn trừ nữa. Do đi nước ngoài về thiện trưởng đi về bay về đến chỗ mẹ ăn cái đi lại mẹ mới mất đây rồi hai chị em đó. Cái gì bác lâu không chịu đợi lo thôi. Ừ thì ai đợi thì đợi thôi chứ. Ý là nó đợi hơi lâu thôi chứ đang chửi. Nó đợi chị Loan tầm cỡ 20 phút. Truyền miệng lại rồi dùm. Đây là trên lầu trước đúng không? Trên lầu có quay không luôn.
Không thì chị nặng này xong ly nặng thì ly nặng ly tiếp này. Bác lấy kia tới trước kìa. Không thì bác hai bác tới trước. Hai bác lâu tới trước, tới lâu rồi. Bác nói vô sau đi mà. Ý là hai chị mới ni là không phải. Hai cái người nó chờ chị là hồi nãy chờ trước em vô á, chứ còn hai người kia là không có yêu cầu chị, hai người kia nhân viên đang làm. Chị bé đi chưa rửa mặt xong là em là cái có người đợi trên lầu nữa. Cái gì không có mãi thì nó không ăn được. Cái bỏ đi đến bài cũng cái tỉnh bài để mua cái gì. Tiền đánh bài lấy ra mua đồ hết rồi mà. Còn mà không? Còn luôn à. 900 mấy đó. 900 lẻ mấy ngàn. Sáng họ kêu ăn chị cho thấy. Trời để dành tiếng mình làm cái thất niên. Mới lo tính ra lại rồi cái này tính ra lại là được ít tiền. Hay là tính ra lại tính bị lậu, tính bị lậu là ví dụ tiền cái video này nè đưa trước đó là mà lo phải chia ra một mình, tại vì là cái nhất là mình phải cung cấp mà thay vì đó là đưa trước thôi. Đúng rồi. À, nên là khi là chia đôi xong rồi mà đón còn bao nhiêu rồi, ví dụ như ví dụ 200 đi. 200 thì Mà Long phải trả, ví dụ 200 là của Mà Long phần, Mà Long 200 thì Mà Long trích ra 100 mấy thì ví dụ trước rồi cái đầu thì còn lại quay mất cái này. Cứ tính là phải tính lộn là cái rầm là mới chia tính lộn nào. Mà bữa nay thuế thuế phần trăm cao quá, thuế mấy bên này là 20, bên kia nữa 10, nó 30% ở bên kia nữa. Mấy hầu là không có, bữa nay có ấy là hồi tháng có hồi tháng tư trời này lộn thuế phần trăm nhiều thứ. Con đây quen cái đầu tôm kìa. Ừ, đầu tôm chưa ai rảnh cho phép bột chiên trước đi. Đầu tôm mới lâu lắm, ai rảnh gì. Không có ai rảnh đâu ly vậy chứ không sao. Không, nhưng ý là có hiền, có hiền cái đồ này. Cái hiền không biết cái gì đâu. Không. Em phải bột xịt xịt thôi. Ừ, em nhúng cái đầu tôm vô rồi bỏ hành chiên thấu. Có bịch chiên giòn á, bịch bột chiên giòn á. Xí chiên được cái gì đâu, chiên nó nhanh. Nhiều lắm mà lo. 2 kg tôm lận cái đầu quá trời đồ luôn á. Rồi rồi rồi. Chữ trữ. Chưa chưa chưa. Đó là phần đục kem thì dùng. Ừ để đây. Cục mua bằng như cục đó thì ngon. Hồi nãy đang quay các bạn nhỏ nó không chịu quay, một hai không chịu quay. Đây, bịch chiên dầu bên ta trớt kìa. Sốt, cái tủ đó bên ta trớt. Đó, không có nói gì, không biết. Bịch chiên quay nơi trán đó. Chứ không có dây mặn cái thôi, đừng quay em rồi sao. Có không? Được. Sao có thấy mặt đó. Chắc nó sợ đó. Bởi đừng có nói quay quay. Không biết, tưởng. Bây giờ mấy đứa biết, cứ lì lì lì. Thế là khách họ không biết, tưởng quay mặt hiểu không? Mình nói không quay mặt không tin, mình phải đưa video ra. Yeah.
Mm-hmm.